Kính thưa quý vị và các bạn, manh nha từ năm 2019 đến nay cây dưa lưới đã thật sự là niềm phấn khởi cho người nông dân trà vinh, điển hình cho sự thành công của chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng có thể nói dưa lưới là loại cây khó trồng trong điều kiện canh tác truyền thống bên ngoài đồng ruộng, cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để gia tăng năng suất chất lượng. Theo đó mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt đã và đang được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao và mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh và sạch của tỉnh. Dưa lưới là giống cây mang họ dưa lê thơm, có thời gian sinh trưởng và phát triển nhanh chóng, thường chỉ kéo dài từ 85 đến 90 ngày, từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch, và có thể xoay dòng 4 vụ một năm. Từ năm 2019, Trại Chinh đã triển khai mô hình tổ hợp tác trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Lương Quả A, huyện Châu Thành. Đây là dự án được đánh giá là khá thành công và được xem là đi tiên phong trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang mô hình tăng trưởng bài bản trong vùng có đông đồng bào dân tộc. Hiện nay trên địa bàn xã Lương Quả A, huyện Châu Thành có một tổ hợp tác, trong đó có 18 hộ thực hiện mô hình trồng dưa lưới với tổng diện tích sản xuất là 11.000 m2, bao gồm 12 nhà màng, trong đó có 4 nhà màng diện tích 4.000 m2. Dù mô hình chưa phổ biến và nhân rộng, tuy nhiên hiệu quả kinh tế đem lại khá cao. Trong vụ thu hoạch dưa lưới đợt 1 năm 2021, năng suất ước đạt từ 1,8 đến 2,5 tấn và lợi nhuận bình quân từ 40 đến 45 triệu đồng trên 1.000 mét vuông. Từ những thành công ban đầu, tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục thực hiện nâng cấp giá trị cây dưa lưới, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cải tiến quy trình canh tác. Theo đó, từ tháng 7 năm 2020, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã xây dựng thí điểm mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục và đạt được những thành quả đáng kể như lắp đặt được một nhà màng diện tích 384m2 ngay tại trung tâm, tổ chức sản xuất một vụ, mật độ trồng là 1.000 cây, thu hoạch đạt 1,4 tấn. Theo đánh giá bước đầu thì sản phẩm dưa lưới của mô hình đạt yêu cầu về chất lượng, với trọng lượng trái trung bình là 1,1 đến 1,4 kg với độ ngọt đạt 13.5 đến 16 ris và được chi cục trồng trọt cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Bên cạnh đó, trung tâm đã ký kết với doanh nghiệp chuyên cung cấp trái cây cho thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu dưa lưới với giá lợi 1 là 30.000 đồng một ký. Ngoài ra cũng nằm trong khuôn khổ đề tài xây dựng mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Vừa qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Trà Chinh hỗ trợ 17 triệu đồng trên tổng chi phí 27 triệu đồng cho hệ thống tưới nhỏ giọt trên 1.000 mét vuông đất canh tác cho tổ hợp tác dưa lưới tại Lương Quả A, góp phần tạo cơ hội cho nông dân học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm dưa lưới sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở đánh giá sơ bộ thì mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ban đầu cũng đã mang lại được một số hiệu quả kinh tế so với cây trồng khác. Sau mỗi vụ canh tác bà con trừ các cái khoản chi phí như công lao động, điện, nước, nguyên vật liệu, khấu hao nhà màng thì có thể lãi từ 30 đến 35 triệu đồng trên vụ. Nếu được đơn vị bao tiêu có đầu ra ổn định thì đây được xem là một mô hình canh tác có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhà màng có thể hạn chế được cái việc sử dụng thuốc hóa học, giảm lượng nước tưới, giúp bảo vệ môi trường, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm nông nghiệp an toàn. Sự thành công của mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt đã có phần khẳng định rằng việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất dưa lưới nói riêng, các nông sản nói chung là cần thiết để mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng thu nhập cho nông dân trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất. Và đây cũng là mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay. Hệ thống nhà màng trồng dưa lưới có ưu điểm vượt trội, giúp bảo vệ dưa lưới ít chịu tác động của thời tiết, ngăn côn trùng xâm nhập cùng với việc kết hợp với phương thức tưới nước nhỏ giọt cũng giúp dưa lưới hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng từ phân bón. Do phân bón được quà tan vào nước, thấm trực tiếp vào bộ rễ nên tăng mức hiệu quả hấp thụ của cây lên 100%, từ đó giảm thiểu được hoàn toàn hư hao quá chất trong môi trường canh tác và cây sẽ tăng trưởng nhanh, mạnh hơn. Ngoài ra, hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ giúp dẫn 90% nước vào đất mà rất ít bị bay hơi. Lượng nước cung cấp cho cây đến tận gốc và được truyền dẫn đều đến từng bộ rễ cây, đáp ứng tốt từng giai đoạn sinh trưởng mà không bị lãng phí nguồn nước tưới. Ngoài ra, việc lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước giúp nông dân tiết kiệm tối đa lượng nước tưới nhân công và tránh được rủi ro từ biến đổi khí hậu gây ra trên vườn cây ăn trái, giảm được phân bón, tránh xói mòn đất, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ môi trường thông qua quá trình thất thoát phân vào không khí và trực di vào nước ngầm. Khi áp dụng cái hệ thống nhỏ giọt tiết kiệm nước này thì mình quản lý được À, là cái lưu, lưu lượng phân mà phục phục vụ cho cái cây dưa thì nó đạt hiệu quả hơn tức là mình mình quản lý được cái liều lượng của nó để mà hạn chế được cái sâu bệnh nhưng là không không có nhiều quá cũng như là không có ít quá rồi đảm bảo là cái cây dưa phát triển tốt so với trước kia mình chưa có mình chưa có sử dụng hệ thống nhá giọt đó. thì nó nó nó, nó, nó cái sâu bệnh nó nhiều hơn và hệ khi mà mình tưới xuống thì mình không quản lý được cái cái lượng nước tức là mình sử dụng lượng nước rất là nhiều nhiều khi cây dưa nó nó không có phù hợp nước nhiều quá thì cái trái nó bị hư hoặc là cây nó nó phát triển không có đồng đều rồi chỗ đất nữa mình khi mình trồng cái hệ thống giá giọt này thì mình trên một cái giá thể thì các cái sâu bệnh thì mình đã xử lý rồi cho nên là khi mà mình trồng kết hợp với cái hệ thống giá giọt thì nó nó mình quản lý được sâu bệnh tốt hơn dưa lưới phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ẩm và khô nhiều ánh sáng môi trường có độ ẩm cao và mưa nhiều có thể làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và chất lượng của trái do đó có thể nói dưa lưới là loại cây khó trồng trong điều kiện canh tác truyền thống bên ngoài đồng ruộng đòi Đồ hỏi người trồng phải áp dụng công nghệ như nhà màng hay hệ thống tưới nhỏ giọt để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm tuy nhiên việc trồng dưa lưới trong nhà màng kết hợp với hệ thống tưới nhỏ giọt cũng có những khó khăn nhất định đó là vốn đầu tư tương đối lớn, đòi hỏi phải có trình độ xây dựng và quản lý. Đồng thời, người trồng dưa lưới cần chủ động cân chỉnh lượng nước và số lần tưới nước. Nếu việc tưới nước nhỏ giọt bị gián đoạn, chứng lại, thì cây trồng sẽ xấu đi nhiều hơn so với phương pháp tưới thông thường. Thêm vào đó, để cây dưa lưới trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của địa phương, theo tiêu chí mỗi xã một sản phẩm, thì cần sự nỗ lực chung tay của các sở ngành có liên quan của tỉnh, các cấp chính quyền, và đơn vị sản xuất để xây dựng thương hiệu, bố trí kế hoạch sản xuất linh hoạt, giúp sản phẩm dưa lưới có được thị trường tiêu thụ ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương và góp phần nâng cao đời sống cho nông hộ. Trong tổ thì nói chung cũng cũng là cũng có họp hội thường xuyên và phân chia nhau đúng là trong thành viên này là sản xuất trước bao nhiêu để đảm bảo là không có bị là Ờ, nhưng là bị giỏi cái cái sản phẩm đó Tức là đảm bảo nguồn cung cho thị trường luôn ổn định tức là thành viên hiện nay đang phân công là ra, ra, ra là tí nhau đó, là cứ 10 ngày là một giường thu hoạch 1 m mét vuông thì năng suất hiện nay trung bình từ 2,5 đến 3 tấn thì cũng là đảm bảo được cung cấp thị trường không có bị dồn ứa nhiều nên đảm bảo cái nguồn cung trong thời gian tới thì trung tâm tiếp tục nhân rộng cái mô hình trồng dưa lưới tại thị xã duyên hải, huyện càng long và thành phố trà vinh các mô hình nhân rộng đều được liên kết với doanh nghiệp cung cấp cho cái thị trường thành phố hồ chí minh với giá bao tiêu là từ 30 đến 40 000 đồng bên cạnh đó thì trung tâm cũng tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện quy trình canh tác hướng đến sản xuất dưa lưới sạch dưa lưới theo hướng hữu cơ tạo cái hướng đi bền vững cho sản phẩm dưa lưới tại tỉnh trà vinh nhìn chung mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tuy tốn khá nhiều chi phí đầu tư ban đầu nhưng hiệu quả kinh tế mang lại cũng khá cao đồng thời mô hình là điểm sáng để tỉnh nhà nhân rộng thêm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật qua đó tạo điều kiện cho bà con nông dân tận dụng tối đa lợi thế về đất đai khí hậu tại địa phương để sản xuất góp phần giải quyết việc làm tạo ra sản phẩm an toàn có giá trị cao và khả năng cạnh tranh trên thị trường cũng như từng bước hình thành nền nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề khoa học và công nghệ của Đài truyền hình Trà Vinh cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.